kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Venezuela và tâm trạng Việt Nam. Bài viết của tác giả Mạnh Kim được đăng trên trang VOA Việt ngữ. Cuộc chính biến chấn động Venezuela dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao tức thì giữa các ông lớn cũng đang mang lại ảnh hưởng đến dư luận Việt Nam. Người Việt theo dõi sự kiện chính trị xảy ra ở một nước cách xa hơn 17.000 cây số với cái nhìn liên tưởng rất gần. Chừng nào thì đến lượt Việt Nam? Thậm chí là có người viết Venezuela hôm nay, Việt Nam ngày mai. Tâm trạng này đủ để cho thấy người Việt Nam khát khao thay đổi như thế nào. Viễn cảnh bùng nổ cách mạng nhân dân ở Việt Nam sẽ xảy ra nếu những thực tế sau đây được xóa bỏ. Cuộc xuống đường rầm rộ phản đối chính phủ độc tài Nicolas Maduro vào hạ tuần tháng 1 năm 2019 không phải là phản ứng tức thì và bộc phát. Nó là kết quả của một chuỗi phản kháng gần như chưa bao giờ ngừng kể từ khi Nicolas Maduro lên nắm quyền sau khi Hugo Chavez chết vào năm 2013. Yếu tố liên tục giữ lửa và nuôi lửa này gần như chưa bao giờ có ở Việt Nam. Các cuộc xuống đường ở Việt Nam, bất luận quy mô thế nào, cũng đều đi theo sự kiện và chúng nhanh chóng bị dập tắt ngay lúc đó. Đó là chưa kể hình thức biểu tình, cách tổ chức, kêu gọi và hình thức xuống đường luôn tương tự. Lực lượng an ninh không khó khăn để lên kịch bản đàn áp nếu cách thức biểu tình và phương pháp vận động nhân dân không thay đổi. Việt Nam chưa có những tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để đánh động dư luận và kêu gọi sự đồng lòng ở số đông, theo cách mà chính những tổ chức cộng sản từng làm khi thực hiện cách mạng nhân dân lật đổ những chính quyền thối nát. Các tổ chức xã hội dân sự cũng chưa xây dựng được sự đoàn kết cần thiết để trở thành lực lượng tập hợp mạnh nhằm có thể trở thành đối trọng với đảng cầm quyền. Những cuộc trà trộn đánh phá nội bộ của an ninh chưa bao giờ bị phát hiện dẫn đến nghi kỵ càng khiến cho sự đoàn kết trở nên khó khăn. Sẽ rất khó hình thành nên phong trào một cách bền bỉ nếu việc xây dựng tổ chức vẫn tiếp tục loay hoay. Tờ Reuters ngày 26 tháng 7 năm 2018 cho biết gần 3/4 tờ báo Venezuela đã đóng cửa trong 5 năm. Venezuela xếp thứ 143 trên 180 quốc gia về tự do báo chí, theo xếp hạng của phóng viên không biên giới. Tờ Forbes ngày 28 tháng 12 năm 2017 cho biết thêm, chỉ trong 2 tháng kể từ tháng 4 năm 2017, chính quyền Maduro đã bắt và nhốt tù 66 nhà báo, biên tập viên liên quan đến các bài viết tường thuật biểu tình chống chính phủ. Và ít nhất 49 đài phát thanh bị ngừng hoạt động trong năm 2017. Điều đó cho thấy tự do báo chí dưới thời Maduro là không hề tồn tại. Tuy nhiên, nó cùng lúc cho thấy sự phản kháng trước tình trạng bóc nghẹt tự do báo chí của Venezuela là rất mạnh. Ở Việt Nam, xếp hạng thứ 175 về tự do báo chí, không có phóng viên nào có thái độ chính trị để khiến cho mình vào tù như đồng nghiệp Venezuela. Báo chí Việt Nam có vài tổng biên tập xé rào, nhưng không có tổng biên tập nào dám xé toạc những quy định báo chí để thẳng thắn chỉ trích đường lối và chủ trương của Đảng. Phong trào dân chủ sẽ rất khó trở thành phong trào thật sự nếu hệ thống báo chí chính thống còn lấp ló sau những hàng rào sợ hãi. Nếu những nhà báo đang ăn lương không đủ can đảm từ chức tập thể hoặc là tuyên bố tự đóng cửa tòa soạn. Chính trường Việt Nam hoàn toàn không có chính trị gia chuyên nghiệp. Hệ thống người của Đảng kiểm soát mọi thứ, kể cả là diễn đàn quốc hội, nơi có những đại biểu vừa ngồi ghế hành pháp, vừa chiếm ghế lập pháp, vừa ôm ghế tư pháp, chưa kể ghế chủ doanh nghiệp. Không có chính trị chuyên nghiệp nên ý kiến đại biểu chỉ thể hiện ý chí của tổ chức đảng hơn là ý nguyện của người dân. Không có chính trị gia chuyên nghiệp nên khả năng xây dựng lực lượng chính trị đối lập dẫn đến phản kháng và đảo chính là con số 0. Điều này chỉ có thể khác đi hoặc là chấm dứt khi người dân không bao giờ ngừng yêu cầu quyền tự do bầu cử và quyền thiết lập một nền chính trị đa nguyên. Phong trào dân chủ Việt Nam gần như không có nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Những tiếng nói đơn lẻ xuất phát từ bức xúc cá nhân, dù tạo ra những cơn sóng phẫn nộ, gay gắt, vẫn dường như chưa đủ mạnh để lay chuyển tận gốc rễ nhận thức xã hội. Việt Nam cần nhiều hơn những người có thể mang lại cảm hứng như Trần Huỳnh Duy Thức, những người không chỉ có thể phác họa con đường mới cho Việt Nam, mà còn có thể lay tỉnh được cơn ngủ vùi của tầng lớp lao động lẫn sinh viên, những người không chỉ có thể giúp xóa được tâm lý sợ hãi của người dân, mà còn lay chuyển được cả những ông nghị vốn quen lật, hoặc là viên chức chính quyền lẫn quân đội. Thời điểm hiện tại, chính quyền vẫn rất mạnh. Xét về khả năng duy trì và bảo vệ chế độ, họ có một quân đội trung thành, một bộ máy an ninh khổng lồ,
một mô hình chính trị cùng một hệ xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương. Tuy nhiên, chế độ chưa bao giờ hỗn loạn và suy yếu từ bên trong nghiêm trọng như lúc này. Chỉ là hoang tưởng nếu như tin rằng chế độ vững như bàn thạch, trong khi họ không bao giờ ngừng gây oán thán bằng các chính sách bất cận nhân tình. Ngòi nổ liên tục được chính quyền tạo ra, rơm được chất đống, chỉ thiếu mồi lửa. Dù chưa có cuộc biểu tình nào đủ sức lật đổ chế độ, nhưng ngày càng nhiều có những vụ đơn lẻ mang màu sắc, thậm chí là tiêu cực hơn hẳn các vụ đánh trả, giết chết công an hoặc là các vụ đánh bom ám sát viên chức chính quyền. Tâm lý thù ghét, mất niềm tin, thậm chí là khinh bỉ đối với chính quyền. Thậm chí là khinh bỉ đối với chính quyền đang lan rộng, vô phương chặn đứng. Những người thuộc nằm lòng lý thuyết cộng sản đều biết rằng mâu thuẫn xã hội là một trong những nguy cơ lớn nhất đe dọa chế độ cầm quyền. Điều này đang diễn ra mỗi lúc một gay gắt. Những tay cộng sản trung kiên cũng biết rõ rằng mâu thuẫn nội bộ này là một đại kỵ có thể dẫn đến sụp đổ chế độ. Điều này cũng đang bùng nổ. Một cách tổng quát, Việt Nam đang hội tụ đủ điều kiện ở giai đoạn tiên khởi dẫn đến sự vỡ bờ của một cuộc cách mạng từ việc bầu cử phi dân chủ, sự thiếu vắng nền tư pháp độc lập, sự bưng bít thông tin và bịt miệng báo chí, sự chấn áp tàn bạo người dân, sự hình thành và bao che tầng lớp đặc quyền đặc lợi, sự tham nhũng hủ hóa cực kỳ nghiêm trọng, đến tình trạng vi phạm thô bạo quyền tư hữu đất đai. Ở thời điểm này, không ai có thể nghĩ đến khả năng xảy ra chính biến ở Việt Nam. Cũng gần như không ai hình dung có một cuộc cách mạng long trời lở đất, lột xác diện mạo chính trị quốc gia. Hiện tại là những khó khăn cần nhiều nỗ lực để vượt qua cho một tương lai dân chủ. Hiện tại cũng đầy khó khăn và thách thức cho tương lai của chính chế độ. Nhà cầm quyền đang lâm vào tình thế bế tắc trong việc tìm chỗ đứng thuyết phục và xây dựng niềm tin người dân. Vì họ cùng lúc tước đoạt chỗ đứng người dân và những quyền căn bản của họ. Chẳng ai tin chế độ có thể nhượng bộ thay đổi. Trong khi đó, người dân ngày càng thay đổi cái nhìn về chính quyền. Đó là điều căn bản để tạo ra bào thai cho một cuộc cách mạng. Ít nhất là cách mạng nhận thức. Từ cách mạng nhận thức đến cách mạng hành động cần một thời gian ấp ủ. Vấn đề là sự khao khát thay đổi luôn cần được ấp ủ, luôn cần được nuôi nấng và duy trì, luôn cần được gieo hy vọng, kể cả là khi đối mặt với những thực tế hiện tại dường như bế tắc. Vào tối ngày 18 tháng 1 năm 2019, Facebooker Lê Hoàng chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh liên tục nhận được các cuộc gọi của an ninh Việt Nam răng đe không cho anh đi đến tượng đài Lý Thái Tổ để thắp nhang tưởng niệm biến cố 45 năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa. Từ Hà Nội, anh Lê Hoàng thuật lại với AFA nội dung cuộc đối thoại với một nhân viên an ninh mà anh quen mặt. Viên an ninh bảo là anh mai anh có đi đâu? Thì anh bảo là mai thì anh còn nhiều việc lắm. Nhưng mà anh nói thật chứ ở nhà bố mẹ anh còn chả hỏi anh là ngày hôm nay phải đi đâu hay ngày hôm nay kia. Không thể là hỏi anh như thế được, em đừng có trách nhiệm gì em hỏi anh như thế cả, anh không chỉ trả lời được cái chuyện đó. Đi đâu là quyền của anh chứ đâu, anh có phải người bị quản chế đâu mà sao em hỏi như thế. Xong rồi hắn quay ra hắn bảo thôi, mai anh đừng có ra đấy, anh ra đấy rồi lại chụp ảnh du họp rồi lại các thứ rồi để làm ầm ĩ lên. Quan trọng nó chứ, sao buồn cười nhỉ, em buồn cười nhỉ. Người ta tắt hương tưởng niệm chứ, bảo là làm ầm ĩ, người ta rất trật tự, từ trước nay người ta chưa có ai là ra đây phá bĩ gì. Phá bĩ là tôi chỉ biết là những cái người đã được cài đặt ra mang ra để phá những người dân người đi thắp hương tưởng niệm, tôi biết từ rồi đấy. Sau này hắn bảo thôi tốt nhất là anh đừng có ra, nói trước đấy không là mai em sẽ chặn ở cửa đấy, nọ kia thứ đấy kia, như kiểu là ám dọa mình trước ấy. Mặc dù không bị gọi điện thoại răng đe như Facebooker Lê Hoàng, nhưng rất nhiều cư dân mạng tại Việt Nam cho AFA biết họ bị canh gác trước cửa nhà trong mấy ngày qua. Và họ cho rằng chính quyền muốn ngăn cản không cho họ đi đến tượng đài Lý Thái Tổ ở thủ đô Hà Nội và tượng đài Trần Hưng Đạo ở thành phố Hồ Chí Minh để tưởng niệm 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Từ Sài Gòn, tù nhân lương tâm nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình cho AFA biết có đến cả chục người quanh quẩn canh chừng việc đi lại của mình từ ngày 17 tháng 1. Tương tự như vậy, nhà báo độc lập Sương Quỳnh, nhà hoạt động dân chủ Trần Bang đều cũng bị canh gác cản trở không cho đi ra khỏi nhà. Đá Châu Tự Do ghi nhận khoảng vài năm trở lại đây, dân chúng tại Việt Nam qua mạng xã hội bày tỏ lòng tri ân đối với những người lính đã ngã xuống trong các trận chiến với Trung Quốc mà chính quyền Việt Nam né tránh không nhắc đến, như trận hải chiến ở Hoàng Sa, cuộc thảm sát ở Gạc Ma, Trường Sa, cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.
Các cư dân mạng chia sẻ tinh thần tưởng niệm qua việc thắp nhang tại hai tượng đài Lý Thái Tổ và Trần Hưng Đạo trong những ngày lịch sử 19 tháng 1, 14 tháng 3 và ngày 17 tháng 2. Tuy nhiên, tất cả những lần tưởng niệm của người dân đều bị công an an ninh phá rối và đàn áp. Nhà hoạt động dân chủ Trần Bang, một thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nói với AFA rằng hàng năm các thành viên trong câu lạc bộ cùng tham dự nghi lễ thắp hương tưởng niệm những vị anh hùng vì nước vong thân trong những cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược, nhưng hầu như tất cả các thành viên đều bị ngăn cản, và những ai đi đến được tận nơi thì cũng khó tránh khỏi tình cảnh. Những người mới đi tưởng niệm liệt sĩ, tử sĩ chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa hay là Gạc Ma hay là biên giới, hay biểu tình chống giàn khoan HD981, hay là nhiều cái sự kiện khác như chống xà độc Formosa, rất nhiều các sự kiện khác ấy, thì bắt đây thì họ cũng có lúc mà giằng co rồi đánh đập, có thể bạo lực xảy ra. Nếu mà mình cương quyết mình không chấp nhận thì người ta phải dùng bạo lực hoặc là ra vào trong đồn. Tôi mới nhất là cái hôm 10 tháng 6 vừa rồi, 2018 ấy, là bị bắt vào đồn Đa Cao. Họ cho cờ đỏ khoảng cả chục người và nó đánh mình xong nó đấu tố mình, cho mình nhận tiền để đi biểu tình chống luật đặc khu với chống an ninh mạng. Mình bị nó đánh là mình không cộng tác. Thế thì họ lập biên bản, họ phạt hành chính nhưng mình không chấp nhận, không ký. Họ bắt người phi pháp và họ đánh người ngay trong đồn công an. Họ cho thường phục vào đánh, xong là đấu tố đổ nước vào mồm, chọc ngoáy xỉ và lăng nhục, xúc phạm. Ông Trần Bang và một số cư dân mạng mà Đài AFA tiếp xúc nói rằng họ ghi nhận lần đầu tiên báo chí nhà nước của Việt Nam rầm rộ đưa tin kỷ niệm 45 năm trận hải chiến Hoàng Sa, cũng như nêu đích danh Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Thế nhưng họ nhấn mạnh rằng, mặc dù chính phủ Hà Nội cho phép truyền thông được loan tin như thế, nhưng họ không lấy làm lạc quan rằng việc thắp nhang tưởng niệm 45 năm trận hải chiến Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 2019 sẽ được suôn sẻ. Luật sư Lê Công Định vào ngày 18 tháng 1 viết trên trang Facebook cá nhân của ông rằng sáng mai chắc chắn Thiên Triều Bắc Kinh sẽ xua lực lượng khẩu trang nhân dân của nước Chư Hầu đi canh nhà chặn cửa con dân Chư Hầu, đề phòng chúng xuống đường kỷ niệm ngày Thiên Triều cướp đất Chư Hầu. Ôi thân phận Chư Hầu! Dòng trạng thái chia sẻ của luật sư Lê Công Định được nhiều người quan tâm và đồng thuận. Nhà báo độc lập Sương Quỳnh nhấn mạnh với AFA. Họ vẫn cứ cố tỏ ra trước nhân dân thì họ phải là Chư Hầu, để mà cho người dân còn cố gắng tin tưởng của họ thôi. Nên họ mới phải đành viết ra những cái chuyện nói ra như vậy, để làm như là mạnh mẽ. Nhưng thực tế với những cái cách của họ làm, với những cái việc mà họ đã cho những cái doanh nghiệp và những cái đàm phán và những cái chúc tụng với một kẻ thù như đáng lẽ là kẻ thù của mình như thế, khi đã lăm le chiếm đảo và chiếm đất nước như thế thì nó là kẻ thù, thì họ vẫn làm thế, thì đó là một tư cách của một Chư Hầu, thì chỉ có những kẻ Chư Hầu mới ôm ấp kẻ thù làm bạn. Nhà báo Sương Quỳnh khẳng định rằng mưu đồ xâm lăng và thôn tính Việt Nam của Trung Quốc trong thiên niên kỷ mới này không nhất thiết phải bằng gươm đao hay súng đạn, mà bằng sự vân phục của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tư thế của một nước Chư Hầu với Mỹ từ tình bạn láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng. Những cư dân mạng có ý định tham dự nghi lễ thắp nhang tưởng niệm 45 năm trận hải chiến Hoàng Sa mà Đài AFA có dịp trao đổi cho biết, trong trường hợp công an an ninh ngăn cản thì họ cũng sẽ tưởng niệm theo cách riêng của mình, như nhà báo Lê Phú Khải tưởng niệm tại gia với biểu ngữ Nhân dân đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974, 19 tháng 1, 2019.